Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp Claim 10 tóc cần Metaron nha bạn. Chương trình này trong bán hàng free sale nè các bạn. Hiện tại còn 42 ngày nữa kết thúc nha các bạn, sẽ end. Thì tóc cần này nó có phan các bạn để mình check qua thông tin nha bạn. Dự án này khá là hoành tráng các bạn. Các bạn có thể mua min bay tối thiểu là 0.05 BNB và max là 10 BNB các bạn. 0.05 BNB bằng 500 tập cần Metaron này các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Có map lộ trình của nó các bạn. V3, V4. Dự án này nó sẽ list sàn Bankai Swap và Hotbit nha các bạn. Thông tin của nó. Thì để được claim được con này các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt chiếc chocolate mình ra trong một đáp nữa. Các bạn dán vào nha các bạn. Dự án này khá là ngon các bạn. Các bạn nên tạo nhiều nick chết con này nha các bạn. Còn bạn nào không chết thì có thể mua free sale con này thì khá là ổn đó các bạn. Mình đã chết. Rồi các bạn bấm vào address thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim address nè. Các bạn bấm kết nối nha các bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận. Các bạn sẽ tốn 0.2. Ok mình đã nhận rồi các bạn. Các bạn sẽ tốn 0.0005 BNB của 0.2 USDT các bạn. Đem qua mình dán lại các bạn. Qua trang PC scan các bạn. Kiểu này mình sẽ chết các bạn. Kiểu này ngon lắm các bạn. Bạn chờ xíu các bạn. Nó về rồi tớ. Ta. Rồi mình đã về được 10 tập cần Metaron này các bạn. Tổng cung con này có 10.000 các bạn. 10.000. 10.000. Rồi các bạn copy con chắc nó nha bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè các bạn. Trò này khá là ngon đó các bạn ơi. Claim lỗ lá nha các bạn. Rồi các bạn thấy các bạn có logo luôn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 10 tóc cần Metaron đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé. Chào ngon.